Thì mấy vị nói là đến lúc mà cái nhiệm vụ mà đến ngày đến giờ thì con người của mình tự động nó có những cái hành động đó mà mình không có kiềm chế được nha. Nó ngộ lắm. Cũng giống mấy con tự động thích đọc kinh thì bây giờ kêu ngưng đọc cũng không đọc được. Rồi có những đứa nó hết duyên, kêu nó ở lại cũng không ở được, tại cái nó không có đủ phước. Cho nên những không phải ai muốn làm cái gì thì làm, trừ khi chúng ta cực thiện thì chúng ta làm được, hoặc là chúng ta cực ác thì nó mới không còn theo cái vận mệnh chỉ tay, hoặc là mình đi tu thì chỉ tay nó sẽ không có đọc được. Thầy bói không có đọc được mấy người tu nha. Đến ngày hôm nay cái cuồng phim này nó như một bức tranh, như một một vở kịch, nó không có cái gì gọi là khó hiểu hết, rất là dễ hiểu. Dễ hiểu là gì? Hôm nay những cái gì mà 5 năm, 6 năm nay nói về bệnh tật, về chiến tranh, về kinh tế, về thiên tai, về bầu cử, về nước Việt và tương lai của nước Việt, trên thế giới này không có ai mà nói được, không ai hiểu được. Còn nếu mà nói về thực tế trên thế giới này, chấp hết tất cả những nhà tỷ phú ở đây của người Việt, người Mỹ thì nó quá giàu mà không nói, kêu thử một người Việt mà đem mấy chục triệu đô mà đi tối ngày á, ăn mặc như là ăn mày á, đi làm ở trên này rồi đi xây dựng cái núi rồi đi tặng cho cộng đồng, bỏ bỏ mặc mọi chuyện quan trọng xung quanh, có ai làm được? Và một cái hôm nay mình phải nhìn nhận trên 30% của 100 triệu dân của nước Việt hôm nay đeo cái dấu thiên tâm. Khắp tất cả các tiệm vàng khắp nước Mỹ đều có bán dấu thiên tâm. Và thêm 30% họ họ nghi nghi ngờ ngờ, họ không có đeo nhưng mà trong lòng họ rất là thích Thiên Tuấn Kiệt, Ngô Tuấn Kiệt. Chỉ có 10% là cái nhóm gọi là vô học cực đoan, thân Trung Cộng, thích cờ đỏ sao vàng thì họ mới chống đối và họ không cần biết mình là ai. Cho nên ở trong một cái xã hội mà có một người mà có số lượng lớn mà thương như vậy không phải dễ. Rồi ngược lại những người chánh nghĩa quốc gia mấy bác ô giống như người sáng vô, ông nào cũng mừng hết, ai cũng đè chụp hình hết, đi bất cứ phi trường nào, bất cứ chợ búa nào ở đâu người ta cũng nhìn ra cũng chụp hình. Mới nãy mấy thầy trò đi ăn dưa tính trả tiền, có người bàn cái bên trả tiền giùm phải không con, cũng không biết ai trả nữa. Người ăn hờ thấy nhỏ kia lạ quắc à, trả giùm. Một người thượng đế đưa xuống thì phải là một cái món hàng, hàng cộng sản và hàng quốc giá, nó nóng và lạnh mà dính lại mà không có một giọt máu đổ thì phải là như vậy. Chứ họ không có kẻ thù. Người nào mà ghét Thiên Tuấn Kiệt này là vô lý, dũng chỉ vô lý thôi, chứ không biết dùng danh từ nào. Còn người nào mà chống đối, mà phá hoại, mà làm cho đi ngược với cơ trời thì trong vòng 3 tháng coi coi mình bị cái gì. Hữu có hù mà mấy vị đã nói rồi, cả những người ngồi ngay đây cũng vậy, có một vài người cũng đang theo dõi để mà lấy tin tức, biết hết, cái gì cũng biết hết, cả những nữ đi sát bên, nữ cán bộ mấy vị cho đi theo luôn để lấy tin tức để báo cáo về Bộ Chính trị, chứ bển nó đâu có biết. Nhưng mà những nữ cán bộ họ chỉ làm thêm nhiệm vụ, mấy vị cũng vẫn cho đi theo, không phải là không biết. Một điều mình khuyên á là nên thương dân tộc của mình,
Người nào không có thương nước Việt thì người đó chống đối Thiên Tân Kiệt. Đơn giản vậy thôi. Không cần biết phe bên quốc nội hay phe hải ngoại, phe cộng sản hay phe quốc gia. Còn người nào cùng chí hướng với chúng ta, lo cho nước Việt, thì người đó coi là bạn của mình. Còn người nào mà lo cho cá nhân, cho ích kỷ cho cá nhân, hay là do cho danh tiếng của mình, hay là cho cái ngã của mình, thì người đó không kẻ thù với Kiệt. Tại khi lo cho cá nhân thì lúc nào cũng sẽ không thích thế này, không thích thế nọ, cũng đều là xuyên tạc. Nên là bây giờ dĩ nhiên có những lúc phân nửa đời mà, thì bây giờ là đời nhiều hơn đạo, thì cũng phải giống như người đời. Để mà giống như bữa nay đi gặp mấy bác này, mấy bác này đời, mấy bác đâu có biết về đạo là gì đâu, thì cũng phải mặc áo đời. Còn những cái bác mà hiểu về đạo thì lúc nào cũng mong Kiệt phải ngồi gõ mõ đọc kinh Lăng Nghiêm rào rào. Dĩ nhiên Kiệt thuộc lòng, Kiệt đọc, nhưng mà tùy theo lúc, khi nào Kiệt làm gì sai á, mẹ mới bắt con phải nhập thất thì Kiệt đọc. Còn những lúc bình thường thì cũng sinh hoạt trên núi, rồi cũng lo chuyện hãng, rồi lo đi ngoại giao, rồi đi gặp ông Trump này nọ, thì không phải mặc áo đời. Mà mỗi lần mình mang chiến đen hay mặc đồ xịn xịn lên là bị comment, bị dũa. Ô, cái này Thái tử ham chơi rồi đó nghe, không có lo. Cho nên kiểu nào cũng bị nói á, không biết làm sao luôn á. Mà không lên này á thì cũng bị nói, mà lên á mà mặc đồ lò không đúng kiểu họ thích thì cũng họ nói. Nhưng mà có đứa thích, có người thích, người không thích. Bây giờ phải làm sao? Bảo đảm bữa nay có một đống người lên comment nó chửi nữa. Là mấy đứa nhỏ nhỏ ngoài Bắc á đâu biết gì đâu. Trời ơi, sao bữa nay thần tượng của tôi bữa nay mặc đồ kỳ. Xin lỗi nha, bữa nay đi họp phát ô thì phải mặc đồ kiểu này chút. Không phải dễ sống đâu. Làm đẹp lòng mọi người rất là khó. Bữa hôm đi đám ma của Đức Tiến cũng vậy. Vừa xuống cái đám ma thì nhiều cái channel nó hâm mộ để lên phỏng vấn, thì mình cũng nói vu vơ vậy. Ngay đó thì trời rất là nóng, bữa đó nóng dễ sợ luôn á, ở ngoài nghĩa địa nữa, mà muốn đeo chiến đen tại mắt bị cháy bên mặt trời nắng, mà cũng không dám đeo nữa, để cho bà sư mẫu bà đeo. Tóm lại bữa nay gặp được cái bác tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng là người cuối cùng bên cạnh ông Thiệu. Và ông đã kể hết tại sao có ngày 75. Thì mình cũng biết. Lúc đầu cũng không có hứng thú về mấy vụ này. Nhưng mà thấy chữ Kissinger, thấy cái mặt ông này là thấy muốn ứa rồi phải không? Ở đi vậy thôi. Nên ủng hộ bác 5.000. Lấy mấy cuốn sách về. Cho nên tuổi trẻ Việt Nam nên lấy đọc để hiểu, để đừng có bị nhồi sọ nghe mấy con. Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ thua, chẳng qua là thiếu đạn bắn thôi. Chứ người sĩ quan Đà Lạt với Thủ Đức, những người ta có ăn học rất là cao. Nhưng mà sau này, khi mà những ngày kế tiếp sẽ thay đổi đó, thì những ai mà đã được huấn luyện từ trong hai cái trường đó cũng rất là có, gọi là được bề trên chiếu cố. Rồi còn cái ngày đi trở về nước, Dũng chữ gì ta, đồng hồ đi ngược, đi theo từng theo tháng, nó không có đi theo năm nữa. Countdown. Ok, rồi nói nhiều nãy giờ, xin kính chào, gán đọc sách của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng.